Thừa Thiên Huế ông Hồ Thành Hưng phó trưởng công an huyện Quảng Điền, một mình đến nhà nghỉ và vài giờ sau thi thể được phát hiện. Sáng 26 tháng 2, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong An, huyện Phong Điền xác nhận thi thể ông Hưng, 44 tuổi được phát hiện tại địa phương vào tối 25 tháng 2. Nhà nghỉ nơi phát hiện thi thể. Ảnh, Quang Thành. Ông Hưng tới nhà nghỉ một mình, thuê phòng vào chiều 25 tháng 2. Vài giờ sau, nhân viên nhà nghỉ kiểm tra phòng thì phát hiện thi thể, Chủ tịch xã cho hay. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế hiện chưa thông tin về cái chết của ông Hưng. Võ Thành Les Blood Ash. Oi.